Đi khinh thường một cơn mưa lớn, nhân loại đối mặt với thảm họa, tôi được cứu bởi hoa khôi có trái tim xấu xa và trở thành đồ chơi của cô ta. Cuối cùng trong một lần cứu vớt vật tư, tôi liền bị sinh vật biển ăn thịt. Bây giờ là 7 ngày trước ngày tận thế, tôi đã được tái sinh. Chuyện gì vậy? Không phải tôi chết rồi sao? Sau khi tỉnh lại, Tiêu Dao phát hiện mọi thứ trước mắt rất giống ký túc xá đại học ban đầu của mình. Lấy điện thoại ra xem thời gian, ngày 24 tháng 12 năm 2023, còn 7 ngày nữa là đến ngày tận thế. Ta tái sinh rồi, tái sinh 7 ngày trước ngày tận thế. Còn gì có thể khiến người ta say mê hơn một hơi thở không khí trong lành sau khi chết? Nhưng đi đến trận mưa lớn 7 ngày sau đó, Tiêu Dao khó tránh khỏi lòng nặng nề. Muốn sống sót trong cơn mưa tận thế này, bạn phải chuẩn bị đầy đủ trong 7 ngày quý giá này. Điều đầu tiên cần làm là mua một chiếc thuyền đủ lớn. Tiêu Dao lấy điện thoại ra xem số dư. 637 đồng 50 xu, chắc là đủ mua thùng sơn tàu rồi. Mẹ kiếp, không dễ dàng để được tái sinh như thế này. Kết quả là bước đầu tiên bị kẹt. Hệ thống thuyền trưởng ràng buộc của Noesia. Khi hệ thống nhắc nhở một lượng lớn thông tin vào ý thức của Tiêu Dao. Á Đậu, hệ thống. Á Đậu, con thuyền đâu ở trong đầu tôi? Chiều dài thân tàu 3 km, có thể chứa 100.000 người. Tôi cũng có thể lấy hàng từ các băng bằng ý nghĩ. Với con tàu này có thể so sánh với thành phố di động trên biển. Tôi sẽ có nhiều cơ hội sống sót trong ngày tận thế hơn bất cứ ai. Nhắc nhở ký chủ, sau khi kết thúc, chỉ có ác mới có thể thực hiện. Vấn đề của con tàu đã được giải quyết. Tiếp theo là thức ăn. Chỉ mình tôi một học sinh nghèo, không thể có được bất kỳ nguồn cung cấp nào cả. Ngay cả đi vay nặng lãi, theo điều kiện của tôi nhiều nhất cũng là 200.000 đồng. Đúng rồi, hoa khôi của đại học. Kiếp trước cô làm người, tôi làm chó. Tới kiếp này, hai ta đổi vai. Không hổ là hoa khôi, đi đến đâu thì được khen đến đó. Cha cô ta là vua truyền thông, tài sản hàng tỷ. Muốn giá trị màu sắc có giá trị màu sắc, muốn nền tảng có nền tảng. Vua Chi Tử cũng là chìa khóa cho cuộc sống của Tiêu Dao trong ngày tận thế. Và Tiêu Dao đã liên lạc với Vua Chi Tử trong những ngày cuối cùng. Vừa vặn biết bí mật của Vua Chi Tử. Vua đại hoa khôi, anh là, đó là người phụ nữ trước mặt tôi, người đã tra tấn tôi trong một tháng sau khi tận thế. Lần ấn tượng nhất là lần người phụ nữ sát nhân này bắt chước cốt truyện anime. Nếu không trả lời được câu hỏi, cô ta sẽ lấy kìm rút móng tay ra. Một cái tát bất ngờ, fan của cô ta bị sốc. Nó cũng dập tắt tiếng ồn của sân chơi. Tôi nhìn không nhầm chứ? Có một nam nhân tát vào mặt nữ sinh. Cái con chó này, nói không được thì đánh người. Là ai vậy? Cũng dũng cảm thật. Hắn không sợ những tên chó liếm kia xé xác hắn sao? Xin lỗi, không kiểm soát được cảm xúc. Thằng chó, mày làm quái gì thế? Nhanh chóng xin lỗi Chi Tử. Vào một đêm 2 năm trước, cô gái nhảy lầu kia là cô ép chết phải không? Dừng tay, đừng sợ bạn học cô. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Cút đi. Cô gái, đi với tôi. Hai người đi được nửa ngày, liền bước vào khách sạn. Đám học sinh ăn dưa bám theo phía sau liền ngây người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thật vô lý. Trông tôi đẹp trai như vậy cũng chưa từng được nữ thần nhìn qua. Thằng chó này làm sao có thể? Tránh ra, đừng có ngăn cản tôi. Lão tử hôm nay muốn thay trời hành đạo. Trong phòng lúc này, Vu Chi Tử quỳ trên mặt đất, hoa lệ khóc trong mưa, như một con cừu đang chờ giết mổ. Chỉ cần nhìn thôi đã rụng tim rồi. Đừng giả vờ nữa. Một đai đen ta quan đâu giả vờ yếu đuối như vậy cho ai xem? Muốn quyến rũ tôi, hay là muốn kiện tôi ép buộc cô? Cái chết của Vương Diễm là một tai nạn. 2 năm trước đã xác định rồi. Tôi không biết anh nghe tin đồn đó từ đâu. Nhưng tin đồn đó là bất hợp pháp. Năm đó cha của cô đã chi rất nhiều tiền để ai đó đã xóa video giám sát cô đưa Vương Diễm lên mái nhà phải không? Cô đoán xem video đó có thực sự bị xóa không? Công ty của bố cô năm nay gặp vấn đề về tài chính. Tài chính có gian lận không? 5 năm trước mẹ cô đã lái xe tông vào người ta, khiến người ta mặc cảm. Và em trai của cô, 7 tuổi bị cô đánh thuốc mê thành bại não phải không? Anh, rốt cuộc là ai? Cô cao quá. Vừa đây còn phải nhìn lên cô. Cô có thể quỳ xuống nói chuyện với tôi không? Anh đừng quá đáng. Nữ thần, cô cũng không muốn chuyện này lộ ra phải không? Câu nói này cuối cùng đã phá vỡ sự bảo vệ tâm lý của Vu Chi Tử. Chân thẳng bắt đầu uốn cong khó khăn. Khi đầu gối chạm đất, sự sỉ nhục bên trong của Vu Chi Tử đã lên đến đỉnh điểm. Vậy mới đúng. Nói nhiều như vậy, mục đích của anh là để làm nhục tôi phải không? Ồ, đúng rồi, xin nữa thì quên mất công việc. Tôi cần cô dùng tài lực và quan hệ của gia đình để chuẩn bị cho tôi một ít đồ dùng. Thực phẩm, nước ngọt, thiết bị y tế, đồ dùng sinh hoạt, hạt giống, đất. Đúng, trong vòng 5 ngày có bao nhiêu vật tư thì lấy bấy nhiêu. Ngoài ra, chuyển cho tôi thêm 1 triệu tiền tiêu vặt nữa. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Vu Chi Tử, bây giờ tôi sẽ không động đến cô. Chờ cô trải qua nỗi tuyệt vọng của ngày tận thế, tôi mới đến tìm cô để trả thù. Tiêu Dao vừa ra khỏi khách sạn, điện thoại reo lên. Nhóm 3 đứa con trai ngốc nghếch trong ký túc xá đang nhắn tin dồn dập. Tin tức mới nhất, có người nhìn thấy Vu Chi Tử rời khỏi khách sạn, đầu gối đỏ chót. Tiêu Dao, cậu là cái đồ xuất sinh. Đồng ý thỏa thuận sống độc thân cùng nhau rồi cơ mà. Lại sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ với nữ thần. Huynh đệ thứ hai của cậu đáng giá cả đời với cậu. Tiêu Dao, anh em khuyên cậu một câu. Mấy ngày nay đừng về ký túc xá nữa. Tôi sợ không thể không mượn cậu để cảm nhận dư âm của nữ thần. Thời gian gấp gáp, không thể đặt hết hy vọng vào Vu Chi Tử. Tôi phải thuê thêm một vài kho hàng.
Ngày thứ năm, Vu Gia đã vận chuyển hàng triệu tấn vật tư theo thỏa thuận, tất cả đều để ở kho cho thuê tạm thời của Tiêu Dao. Ngày thứ bảy, chỉ còn hơn 5 tiếng nữa là đến tận thế, Tiêu Dao đến khu vực kho của một chuỗi siêu thị toàn cầu. Sau 10 phút, nhà kho sáng đèn bỗng nhiên tối đen. Anh nói người này có phải là kẻ ngốc không? Chi 100.000 tệ để mua nhà kho bị mất điện trong 3 phút. Chắc chắn rồi, loại nhà kho này mất điện 3 phút có thể có bao nhiêu tổn thất? Có người tặng tiền, đương nhiên chúng ta không thể từ chối. Sau 3 phút, hai bảo vệ cười đắc ý. Sau đó bật nguồn điện lên. Tuy nhiên, sau đó họ nhìn thấy nhà kho trống rỗng. Gặp ma rồi. Cái đậu, hàng đâu? Chỉ còn 2 giờ nữa là đến tận thế. Trong kho cho thuê của Tiêu Dao, chàng trai trẻ, cậu đúng là có gan. Tôi không biết cậu cần nhiều đồ dùng như vậy để làm gì, nhưng vì tôi đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của cậu, có nên cho tôi một sự đảm bảo không? Cậu có quá nhiều bí mật của gia đình chúng tôi. Nếu hôm nay không có đủ bảo đảm, tôi không ngại dùng lời rách bắt cá chết đâu. 3 ngày nữa, tôi sẽ cho ông kết quả. Tối nay tận thế, mưa sẽ bắt đầu rơi. 3 ngày nữa, lượng mưa sẽ đủ để phá hủy trật tự của thành phố. Được, tôi sẽ cho cậu 3 ngày. Đây là khẩu súng cậu muốn. Lúc 11:50, chỉ còn 10 phút nữa là ngày tận thế đến. Tiêu Dao trở về ký túc xá quen thuộc, mà lúc này trong khoang tàu của anh đã sớm chất đầy các loại vật tư. Vi Trương, tôi học ở thư viện quên mất cả giờ giấc. Mở cửa cho tôi. Vi Trương nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì thì nói với chị gái đi. Khuôn mặt không xa lạ trước mắt này khiến Tiêu Dao sửng sốt. Tiếp trước khi đang đói không chịu được, cô gái này từng tặng anh một cái bánh mì. Không chỉ anh, rất nhiều người đã nhận được sự giúp đỡ của cô ấy. Cô ấy đặt một túi lớn đầy đồ ăn nhẹ trong ký túc xá, gần như tất cả đều được chia cho người khác. Đáng tiếc, cô gái này cuối cùng đã chết. Này, cần người cái gì vậy? Chị ơi, em sẽ cho chị một hộp mì gói. Chị mở cửa cho em được không? Vậy thì tôi miễn cưỡng nhận. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có một tia sét đỏ, thắp sáng cả thế giới. Trong nháy mắt lại trở về yên tĩnh, cùng với một cơn mưa lớn, giăng một làn mưa trên bầu trời. Cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Trời mưa rồi, tôi phải về ký túc xá. Đợi đã. Tiêu Dao ngăn cô gái lại. Anh có rất nhiều điều muốn nói. Anh muốn nói với cô gái chú ý an toàn. Khuyên cô gái đừng tử tế như vậy. Giữ đồ ăn ngon cho riêng mình. Nhưng cuối cùng Tiêu Dao chỉ mỉm cười. Em sẽ cho chị một hộp mì gói nữa. Thật sao? Em đúng là kỳ lạ. Chúng sinh 7 ngày trước ngày tận thế, tôi liền tặng Hoa Khôi một cái bạc tai và tống tiền một lượng lớn vật tư của cô ta. Chỉ vì kiếp trước cô ta tra tấn tôi như búp bê, cuối cùng chết thảm ở miệng sinh vật biển sâu. Khi chúng sinh quay lại, tôi tích trữ một lượng lớn vật tư và sự xuất hiện của cơn bão đã bắt đầu. Ngày tận thế đã đến rồi, và ta sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của thời đại mới. Hệ thống, triệu hồi con thuyền nâu. Mực nước trong khu vực quá thấp, không đáp ứng được mực nước nông nhất 60m của tàu nâu Asia. Yêu cầu thuyền trưởng tìm kiếm vùng nước sâu 60m. Á đậu, mực nước 60m. Con thuyền của nâu không dùng được trên đất liền sao? Mẹ kiếp, nếu sớm biết còn phải cần mực nước sâu 60m nữa, lão tử đã mang tàu ra biển rồi. Sáng hôm sau, dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào sôi sục, đánh thức Tiêu Dao dậy. Chuyện gì vậy? Hình như là mưa quá to, tầng một bị ngập. Á đậu, thật hay đùa vậy? Ra ngoài xem. Có vẻ như với tốc độ hiện tại, nó đã phát triển hơn 2 mét. Trong 8 ngày nó có thể phát triển đến độ sâu gần 60m tới tầng 16 của tôi. Nói cách khác, tiếp theo tôi chỉ cần an toàn trải qua 8 ngày là được. Cũng không biết người phụ nữ đó thế nào rồi. Tiêu Dao có chút lo lắng cho Vu Chi Tử, lo lắng cô ta không sống sót. Nếu vậy thì nỗi khổ mình phải chịu ở kiếp trước không phải là không có nơi nào để chút giận sao? Mưa này không bình thường, có phải anh đã biết gì không? Mặc dầm hơn chút đi. Chết đi. Các bạn, nước đang dâng cao. Xin hãy ở yên trong ký túc xá. Sinh viên sống ở tầng 1 đến 3, hãy chuyển đến tầng cao nhất theo sự sắp xếp của ký túc xá, càng sớm càng tốt. Chờ nhân viên cứu hộ, sinh viên sống ở tầng cao nhất sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ những sinh viên bị ngập lụt trong ký túc xá khác. Mưa lớn sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. Đây là trận lụt tồi tệ nhất thế kỷ trên thế giới. Chúng ta phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn này. 3 ngày. Các bạn, đây là bạn học Triệu Lỗi. Phòng ngủ bọn họ bị ngập nước. Hai ngày này có thể phải làm phiền các bạn một chút, xem có thể ở cùng với ai không. Vì, xin lỗi, người này có thù với chúng ta, không thể ở phòng ngủ của chúng ta. Các bạn còn trẻ, có thể có lòng thù hận sâu sắc gì? Vì Trương nói đúng, tôi chưa từng liên lạc với ai trong số các người. Lòng thù hận sâu sắc ở đâu ra? Tôi nói đúng chứ, bạn học Tiêu. Vậy là quyết định rồi. Bạn học Triệu Lỗi làm phiền các bạn rồi. Tất cả bạn học, chăm sóc lẫn nhau. Tiêu Dao, mày thật to gan. Khoa trường là thứ mày có thể chạm vào sao? Dám cướp phụ nữ từ 5 người bọn tao. Sao không đi tiểu và nhìn vào gương đi? Cút ra đây.
Tiểu Lôi, đây là trường học, không phải chỗ các người làm vậy. Cô này, chuyện của tao không phải việc của mày. Mày muốn gì? Tao muốn mày quỳ xuống và xin lỗi tao. Hứa sẽ không đụng vào Vu Chi Tử nữa. Sau đó, giao tất cả thức ăn trong phòng ngủ của mày ra đây. Tất nhiên, mày cũng có thể không đồng ý. Sau khi bị chúng ta đánh một trận rồi quỳ xuống cũng được. Làm vậy là đúng đấy. Tự mình quỳ xuống, còn có thể cứu mày lỗi khổ ra thịt. Hứa với tao, tiếp sau đừng làm trò liếm nữa. Tôi hứa. Mấy người, vứt xác nó đi. Anh trai, còn có mệnh lệnh gì không? Cút hết cho tao. Tôi muốn chuyển đến phòng bên cạnh. Tôi cũng muốn. Tin tức bất đồng của Tiêu Gia nhanh chóng lan truyền khắp cả ký túc xá. Bận rộn sắp xếp học sinh của ký túc xá, Vi Trương tức giận đến hỏi, nhưng lại bị Tiêu Gia từ chối. Chỉ có thể một bên đứng ngoài cửa không ngừng la mắng, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Thật đáng tiếc khi lũ lụt ngày hôm nay đã khiến trong báo động bùng nổ. Ngay tận thế, ý thức pháp luật sâu xa vẫn còn trong lòng người dân. Nhưng không đến 3 ngày, khi vấn đề thực phẩm bắt đầu bộc lộ, trật tự còn lại cũng sẽ dần dần tan rã. Tới lúc đó mới là địa ngục nhân gian thực sự. Ngày hôm sau, nước đã ngập tới tầng 3, điện bị cắt hoàn toàn. Tất cả các trạm di động, đài phát thanh cuối cùng cũng ngừng hoạt động. Sinh viên sống ở tầng 4 và tầng 5 bắt đầu sơ tán khẩn cấp. Các ký túc xá cao tầng trở nên ngày càng đông đúc. Nơi duy nhất không tăng số lượng người là ký túc xá của Tiêu Gia. Tiêu Gia nổi tiếng một đao giết người, cả ký túc xá đều tránh anh ta. Vấn đề thức ăn trong tòa nhà cũng bắt đầu bộc lộ. Đại đa số học sinh đã đói cả ngày rồi, bụng réo không ngừng. Hy vọng duy nhất còn lại là cơn mưa kéo dài 3 ngày được nhắc đến trên đài phát thanh. Và 3 ngày sau, không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc giải cứu nào và mưa cũng không ngừng rơi. Có lẽ đó là khởi đầu của sự hỗn loạn. Vâng, ngày thứ ba của ngày tận thế, hàng chục ngàn chai rượu vang và hàng ngàn thùng bít tết đã tạo thành bữa tối hôm nay của Tiêu Gia. Lần đầu uống rượu, uống có chút không quen, nhưng phần bò thượng hạng mới thực sự ngon. Hương thơm nhẹ nhàng bay đến phòng ngủ bên cạnh, có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của họ. Nghe vậy tôi thở dài, sau đó ăn nhiều hơn. Ăn uống no say, Tiêu Gia nhàn rỗi không có việc gì liền mở chuyển phát nhanh. Trước ngày tận thế, anh ta đã làm chống kho của một công ty vận chuyển. Chuyển phát nhanh nhiều vô số, đủ để dùng cả đời. Quần tất, máy chơi game, dây leo núi, cái này tốt. Búp bê bom hơi, quần yếm, cung cát. Rất tốt, đó là một vũ khí tiện dụng. Ngày thứ tư của ngày tận thế, ký túc xá hôm nay không còn ồn ào như trước nữa. Có vẻ đặc biệt buồn tẻ, một số lượng lớn học sinh đứng trước hàng rào nhìn chằm chằm vào mưa lớn mà không nói một lời. Đã nói là mưa 3 ngày sẽ ngừng. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, mưa không có dấu hiệu dừng lại. Đã lâu như vậy rồi, không chỉ mưa không tạnh, cứu hộ cũng không thấy. Không thể nhận được bất kỳ tin tức từ bất cứ ai khác. Tôi đã đói 3 ngày rồi. Nếu không ăn nữa, tôi sẽ chết đói trước khi chết đuối. Chúng ta sẽ chết ở đây. Này, các bạn bên ký túc xá nam ở đằng kia. Cứu với. Là ký túc xá nữ bên cạnh. Nó được xây dựng cách đây 20 năm, chỉ có 7 tầng. Sẽ bị ngập lụt mất. Một vài bạn học hãy giúp đỡ, tìm cách vớt sợi dây trong nước lên. Xin các bạn làm ơn cứu chúng tôi. Nếu ai đó có thể cứu tôi sẽ cứu anh ta ngay lập tức. Các anh trai ơi, cứu chúng em với. Em mới 18 tuổi, em chưa muốn chết. Hay là chúng ta tìm cách vớt sợi dây qua đây nhé. Sao mà vớt, nước lớn như vậy, cậu đi. Hàng trăm mạng người, chúng ta cứ như vậy thấy chết không cứu sao? Điều quan trọng là có khả năng cứu không. Nước lớn như vậy, đi xuống chỉ có chết thôi. Có rất nhiều thứ trong nước, muốn xuống nước vớt sợi dây lên, đúng là mơ tưởng. Không ai chịu ra tay. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tôi tự bơi qua. Bác ơi, bên dưới nước chảy xiết như vậy, mình sẽ chết đấy. Không được, tôi không thể để hàng trăm người chết. Tôi phải làm gì đó. Wow, anh Tiêu ngầu vãi. Anh Tiêu đẹp trai quá. Tôi cho các người cơ hội rồi. Leo lên dây thừng tái sinh trước 7 ngày tận thế mưa lớn. Tôi tặng cho Hoa Phương một cái bạc tai, cũng tống tiền một lượng lớn vật tư của cô ta. Chỉ vì kiếp trước cô ta chúng tôi làm đồ chơi, cuối cùng mất mạng dưới miệng cá mập. Hôm nay là ngày thứ 5 của ngày tận thế. Trật tự cũ đã mất. Nam sinh của cả trường nhìn chằm chằm vào tôi. Thằng nhóc nhát chết. Con chó này, sủa gì thế? Tiêu Dao, mày lấy một khẩu súng đồ chơi để dọa tao. Còn ai không phục? Còn ai nữa? Mày, anh Tiêu, em sai rồi. Hay là mày? Anh Tiêu, lần sau em không dám nữa. Tha cho em một mạng đi. Cút. Mấy người có chuyện gì vậy? Lúc này mấy cô gái vẫn đang trong trạng thái mơ mộng. Sự đảo ngược trước mắt quá nhanh. Lúc đầu thấy nhiều người bao vây Tiêu Dao, mọi người đều cho rằng Tiêu Dao rất ngầu. Còn hơn nữa là anh ta vừa đi ra với một khẩu súng. Anh Tiêu, xin hãy nhận tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Anh Tiêu, anh người tốt của tôi. Hãy để chúng tôi sống với anh được không? Chúng ta sẽ nghe lời, hứa sẽ không gây rắc rối cho anh. Tiểu Hoa thì được, những người khác không được. Đặc biệt là bà già này.
mẹ cậu có dạy cậu cách cư xử không? Cho dù cậu... Bà Trương, bà nên vui mừng vì đã quen biết Dương Tiểu Hoa. Nếu đã như vậy, vậy thì bỏ đi. Vi Trương, dì nói chuyện có thể suy nghĩ được không? Bây giờ chúng ta đang cầu xin tự do đấy. Giờ thì hay rồi, người khác nói gì một câu bà già gì cũng không chịu nổi sao? Cô nói chuyện với người lớn thế à? Mẹ cô không dạy cô cách cư xử sao? Tiểu Hoa, con xem con đã kết bạn với những bạn bè gì đi. Không có giáo dục gì cả. Đi thôi, mau về thôi, người ta không chờ ở lại. Con ở đây làm gì? Các người muốn làm gì? Lũ lụt sẽ giúp. Bây giờ các người đã phạm pháp rồi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Chúng ta bị bao vây rồi. Cũng may những nam sinh này cuối cùng vẫn không dám đến gần ký túc xá của Tiêu Dao. Sợ Tiêu Dao không vui, mở cửa sẽ bắn súng. Bốn người cứ như vậy ngồi ở trước cửa ký túc xá Tiêu Dao. Từ lúc tới đến đêm, một khắc cũng không dám rời đi. Tôi muốn đi tiểu. Người tốt ơi, cậu đã ngủ chưa? Có thể cho chúng tôi sử dụng nhà vệ sinh không? Cậu cũng không muốn có mùi ở cửa đúng không? Vừa vào cửa, ba người liền bị một đống lớn thức ăn trên bàn hấp dẫn. Một bàn ăn phong phú như vậy, ba cô gái đó nuốt nước miếng không ngừng. Bên ngoài một thùng mì gói chúng tôi đều chia cho ba người ăn. Mấy thằng con trai đó đánh nhau chỉ vì một chút đồ ăn, thậm chí đánh nhau bằng cả mạng sống. Này, các người không đi vệ sinh nữa sao? Tất nhiên rồi. À đúng rồi, phải đi vệ sinh. Anh Tiêu, sao anh đối tốt với Tiểu Hoa thế? Sao trước đây tôi không biết? Bởi vì cô ấy là người tốt. Đi vệ sinh xong rồi, mau ra ngoài đi, tôi cũng muốn ăn. Dì Trương đâu? Dì Trương đi đâu rồi? Người đã biến mất. Hai bên hành lang còn có bốn nam sinh cũng đều mất tích. Chắc là bị bắt đi rồi. Đừng lo lắng, chắc là dì Trương cũng tìm chỗ đi vệ sinh rồi. Anh Tiêu, thật sự không thể cho chúng ta vào sao? Chúng ta sẽ ngoan. Thôi bỏ đi, chúng ta sẽ ở ngoài. Nếu sau này dì Trương về không tìm thấy chúng tôi, bà ấy sẽ lo lắng. Tiểu Hoa, đừng nghĩ cho dì Trương nữa, bà ta đang lợi dụng cô. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết dì Trương đã nói tôi rất giống với đứa con gái đã chết của bà. Mỗi ngày bà ấy đều mang đồ ăn nhẹ và tặng trái cây cho tôi, còn mua cho tôi những chiếc váy nhỏ xinh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao bị tiếng gõ cửa đánh thức. Chuyện gì vậy? Tiểu Hoa cũng biến mất rồi. Tối qua ba chúng ta thay phiên nhau hành trình. Tiểu Hoa canh hai tiếng cuối cùng, nhưng vừa rồi hai chúng tôi vừa ngủ dậy liền phát hiện Tiểu Hoa đã biến mất âm thầm, không có động tĩnh gì cả. Nếu Tiểu Hoa bị người ta bắt đi, không thể không có động tĩnh, cho nên tôi đoán Tiểu Hoa đã tự mình rời đi. Chắc là có người dùng dì Trương đe dọa cô ấy, hoặc cũng có khả năng là dì Trương tự gọi cô ấy đi. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Đám người đó bắt cóc dì Trương, lại bắt cóc Dương Tiểu Hoa đi. Rõ ràng là nhầm vào tôi. Chờ đi, chờ họ đến tìm tôi. Không lâu sau, Dương Tiểu Hoa lại trở về. Tiểu Hoa, tôi cứ tưởng cô đã chết rồi. Khả Lam, không biết ăn nói thì đừng nói. Tiểu Hoa, cô không sao chứ? Tối qua xảy ra chuyện gì? Tôi không yên tâm dì Trương được. Tôi tự đi tìm dì ấy. Tìm thấy chưa? Anh Tiêu, anh có thể ôm tôi không? Tiểu Hoa, không phải cô muốn ôm rồi làm hại tôi đấy chứ? Làm sao có thể? Anh Tiêu, anh đối với tôi tốt như vậy, làm sao tôi có thể làm hại anh? Dương Tiểu Hoa tôi thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương anh. Được rồi, tôi nghĩ nhiều rồi. Anh Tiêu, mấy ngày nay, cảm ơn anh đã chăm sóc. Anh thật tốt bụng. Tiểu Hoa, đừng sờ mó lung tung. Anh Tiêu, Di Trương vẫn còn ở dưới lầu, tôi xuống dưới để kiểm tra gì ấy. Tiểu Hoa có vẻ không đúng, chắc có gì đó giấu chúng ta. Á đậu, súng trên người tôi không còn nữa. Dương Tiểu Hoa, cô ăn cắp súng của tôi. Nhất định là những người khác trong tòa nhà dùng mạng của Dì Trương, đe dọa Tiểu Hoa để cô ấy đến trộm súng của anh. Tình cảm trong mắt Dương Tiểu Hoa, trộm súng là không làm hại tôi phải không? Có gì khác với việc giết tôi? Giết nữ nhân này tận thế, cố nhân không lừa ta. Chúng ta làm gì bây giờ? Những người đó chắc sẽ đến đây sớm thôi. Hệ thống, triệu hồi tàu Noah. Độ sâu nước ở khu vực hiện tại là 45m, không thỏa mãn mực nước nồng nhất của thuyền Noah. Yêu cầu thuyền trưởng tìm vùng nước thích hợp. Không ngờ, con tàu của Noah vẫn không thể xuất hiện. Lòng Tiêu Dao cũng ở lạnh một nửa. Chúng ta có phải sắp chết không? Có lẽ con đáng sợ hơn cả cái chết. Tiêu Dao, mau lấy khóa cửa lại. Đừng để bọn ta bắt được. Nếu để chúng ta bắt được, thì sẽ vui làm đấy. Tôi chịu lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Mở cửa ra đi, gửi cho mọi người một lời xin lỗi. Có thể mọi người còn tha cho mày một cái rắm. Các người còn chưa thằng trò đó sao? Nó hôm nay có quỳ xuống gọi chúng ta là bố cũng vô dụng. Không phải các người nói chỉ cần đồ ăn sao? Tôi đã giúp các người trộm súng rồi. Các người không thể không giữ lời hứa. Đúng, chúng tôi là những người giữ chữ tín. Nói chỉ cần có thức ăn thì chỉ lấy thức ăn. Chỉ cần cô để Tiêu Dao mở cửa ra, chúng ta lấy đồ ăn rồi đi ngay. Anh Tiêu, họ đã hứa với tôi rồi. Chỉ cần đồ ăn thôi, mở cửa ra đi. Họ sẽ không làm hại anh đâu. Tôi thực sự muốn giết con chó cái đó ngay bây giờ. Tiêu Dao, mấy ngày trước còn tự tin giết người lắm mà, giờ lại trốn trong nhà không dám lộ mặt sao? Mày trốn rồi sao? Sao không lên tiếng?
lần đầu cầm dao, lần thứ hai cầm súng, lần này mày sẽ cầm gì nữa? Còn có thể cầm gì nữa? Trốn kỹ vào, tao sắp đập cửa rồi. Muốn sống sót chỉ có một cách duy nhất là đánh cược. Tài sinh trước ngày tận thế mưa lớn 7 ngày, tôi đã tặng luôn cho Hoa Phương một cái bạt tai, cũng tống tiền một lượng lớn vật tư của cô ta, chỉ vì kiếp trước cô ta coi tôi như đồ chơi, cuối cùng chết trong miệng cá mập. Bây giờ là ngày thứ 6 của ngày tận thế, súng bị đánh cắp, tôi bị Tiểu Hoa dồn vào đường cùng. Muốn sống sót chỉ còn cách đánh cược. Các người, nếu muốn sống thì hãy mặc nó vào. Chúng ta mặc cái này làm gì? Nhảy từ ban công xuống. Trời ơi, đây là tầng 16. Không chết được. Nước đã tràn qua tầng 12 rồi, chiều cao khoảng 4 tầng. Tư thế xuống nước không đúng cách, cùng lắm là gãy xương. Cách đây 500m, đó là tòa nhà ký túc xá nữ số 12. Tòa nhà đó cũng có 16 tầng. Chúng ta chỉ cần sử dụng tên lửa đầy dưới nước để bơi đến nơi an toàn. Cao quá. Tôi hơi sợ. Cô muốn bị người bên ngoài bắt được, hay là muốn nhảy xuống nước trốn thoát? Tất nhiên là nhảy xuống nước. Vậy tôi sẽ giúp cô. Nhớ đừng cúi đầu xuống. Cô thì sao? Cần giúp đỡ không? Tiêu Dao, bọn tao vào đây. Tiểu Hoa, Tiêu Dao, mày dám bắn tao? Hai ngày nữa, tao sẽ quay lại tìm chúng mày. Đợi đấy. Đây là phòng số 6. Vậy phòng số 12 ở ngay đây. Sau một lúc, ba người cuối cùng cũng đến được ký túc xá số 12. Tôi có một người bạn thân ở tầng 15. Chúng ta lên đó tìm cô ấy. Nhưng anh Tiêu, đây là ngày tận thế. Anh nói chúng ta trực tiếp đi, người ta sẽ đồng ý nhận chúng ta sao? Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng rồi. iPhone 14 và Huawei Mate 50 thì sao? Anh Tiêu, sao anh có nhiều kho báu thế? Nói cho cô biết, những thứ này đều là tôi nhận miễn phí ở góc dưới bên trái hoạt động phúc lợi. Không chỉ có iPhone 14 vừa dầu mắc, ngoài ra còn có không giới hạn Huawei Mate 50. Chỉ cần nhấn like và đăng ký Gadget Shop là được. Còn phần thưởng tôi nói chơi thôi. Khoan đã, các cô có nghe thấy tiếng gì không? Giống như âm thanh của điện. Cái quái gì? Anh Tiêu làm sao vậy? Sao toàn thân lại có điện? Chắc là do con cá sấu xì kia phóng điện, còn sót lại trên người anh ấy. Con cá sấu xì đó to quá, dài khoảng 4m. Tôi chưa bao giờ thấy một con cá lớn như vậy trong đời, và độ sấu cũng rất hiếm. Đó là cá xà điện, có thể giải phóng điện cao áp 1000V. Vậy Tiêu Dao không phải là đã bị điện giật chết rồi sao? Trong mơ hồ, ý thức lại chìm vào giấc ngủ. Bây giờ anh ấy vì dòng điện quá lớn đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, nhưng đồng thời cũng có một luồng nhiệt trong mạch máu của anh điên cùng dâng trào, đốt cháy cơ thể anh. Vô số lần tỉnh táo và bối rối khiến cảm giác của Tiêu Dao đối với thế giới bên ngoài dần dần tê liệt. Không ổn, mực nước lên đến tầng 15 rồi, chúng ta phải đi thôi. Vậy chúng ta đưa Tiêu Dao đi cùng đi. Anh chàng này toàn thân đều là điện, không thể mang, từ bỏ đi. Nhưng Khả Lan, quên đi, mang theo cũng không có ý nghĩa gì. Một ngày nữa tầng 16 cũng sẽ bị ngập, đến lúc đó mọi người đều chết. Cảm giác bỏng rát cuối cùng cũng bắt đầu biến mất khỏi thân thể. Khi mực nước dâng lên đến, ý thức của Tiêu Dao cuối cùng cũng tỉnh lại. Sự bối rối bắt đầu lấp đầy tất cả cảm xúc của anh ấy. Đứng dậy đi, mau tỉnh lại, nếu không dậy sẽ bị chết đuối. Cho đến bây giờ, anh phát hiện thân thể của mình vẫn không khống chế được. Khoảnh khắc ngay cả mũi và miệng cũng bị nhấn chìm. Tiêu Dao bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thật đúng là xui xẻo. Vừa mới thoát khỏi được ký túc xá, cuối cùng vẫn chết. Tôi vẫn còn chưa chịu hồi tào nâu, vẫn chưa quay lại báo đáp những người đó. Còn có Vu Chi Tử kia, tôi còn chưa tìm cô ta trả thù. Không, tôi không can tâm. Vu Chi Tử, tôi đây là có được năng lực đột biến. Kiếp trước, Tiêu Dao từng nghe nói trong ngày tận thế một số người bị sinh vật biến mang virus cổ đại tấn công, sau đó phát sinh biến đổi gen để có được dị năng. Giờ không phải lúc để vui, mực nước đã đến cổ. Nếu không đi nữa, thì sẽ bị chết đuối. Nhà Phúc, nước đã làm ngập hết tầng 15 rồi. Tiêu Dao, chắc đã bị chết đuối rồi. Tôi đoán vậy. Vẫn đang nghĩ về tiểu tính nhân của cô sao? Hãy nghĩ về những gì cô sẽ làm tối nay. Thẩm Mộng Hương, anh ta không phải tiểu tính nhân của tôi. Cô mà nói lung tung tôi sẽ nát miệng cô. Cái này, người này đang phát sáng. Không phải sáng, là điện, người anh ta có điện. Má ơi, người này có thể xả ra điện. Tiêu Dao, mặc dù thời khắc cuối cùng bị các cô bỏ lại, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn các cô đã cứu mạng tôi khỏi vụ phóng điện của con cá. Chúng tôi không có ý bỏ rơi anh đâu, chỉ là không cần giải thích. Tôi hiểu mà. Anh Tiêu, anh có phải là đột biến không? Có phải cả đời đều phải mang điện không? Tôi bị nhiễm virus cổ đại, dòng điện trên người tạm thời kiểm soát còn chưa tốt. Đừng đến gần tôi. Giờ chúng ta đi đâu? Đi với tôi lên mái nhà, chờ nước lên tới tầng 16. Cậu là những gì họ gọi là vua sấm sét? Làm để tôi thì sao? Chị gái sẽ chăm sóc cậu. Nước cuối cùng cũng lên đến tầng 16. Hệ thống, triệu hồi tàu nâu ư? Cái gì đây? Tại sao lại trực tiếp nào đến chỗ chúng ta? Không phải là thiên thạch chứ? Liệu chúng ta có bị đè chết không? Một chiếc thuyền từ trên trời rơi xuống.
Con thuyền nâu này là của tôi. Từ giờ phút này, tôi là chúa tể của đại dương này. Tiêu, anh Tiêu, các cô lên đây đi. Anh Tiêu quả nhiên là một người tốt. Cảm ơn anh Tiêu. Anh Tiêu thật tốt. Xin chúc mừng thuyền trưởng thêm 3 thành viên phi hành đoàn. Mở khóa 3 con máy chiến tranh AI. Dân số mục tiêu của tàu Nâu Ư có một đội gồm 10 người. Đạt được mục tiêu, thưởng kỹ năng sống cơ bản. Chức năng hiển thị lòng trung thành của phi hành đoàn theo chiều hướng mới. Phát hành nhiệm vụ trung thành. Có 10 thuyền viên có lòng trung thành trên 50. Phần thưởng nhiệm vụ, bộ giáp phi đầu được che phủ toàn thân. Đây là lòng trung thành sao? Bộ giáp bao phủ toàn thân. Thật sự quá sảng khoái. Anh Tiêu, đây là cái gì vậy? Robot AI chiến đấu. Lát nữa chào hỏi ký túc xá nam để thử khả năng của ba robot này. Lúc này trên máy ký túc xá nam sinh phía bên kia cũng nhìn thấy thuyền nâu. Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc thuyền lớn như vậy. Nhìn không thấy đầu đuôi đâu. Tôi nói có người ngoài hành tinh. Con tàu này chắc chắn là của người ngoài hành tinh. Con tàu này có phải là người ngoài hành tinh gửi đến cứu chúng ta không? Hoặc có thể là bắt chúng ta làm thí nghiệm. Nước đã lên đến tầng 16 rồi và mọi người đang chết dần. Dù có phải là người ngoài hành tinh hay không, lên thuyền trước rồi nói sau. Cứu, cứu mạng. Là nhân viên cứu hộ. Tôi thấy người rồi. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta. Chờ đã, tại sao người đó trông cứ quen quen? Tiêu Dao. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không phải anh ta lại chết rồi sao? Sao lại xuất hiện trên thuyền? Hình như là hắn. Tôi thấy Ngô Nhã Phúc và Khả Lan rồi. Sao, mọi người thấy tôi không vui? Chúng tôi muốn gặp thuyền trưởng. Tôi là thuyền trưởng. Tin tôi có việc gì? Cái đó, Tiêu Dao, những gì chúng tôi đã làm trước đây thực sự hơi quá đáng. Mong anh Tiêu bao dung rộng lượng. Tha cho chúng ta một mạng đi. Anh Tiêu, trước đây chúng tôi thực sự không muốn làm gì anh. Chúng tôi đã hứa với Tiểu Hoa, chỉ lấy thức ăn, không làm hại anh. Tiêu Dao, vì Tiểu Hoa là con gái nuôi của tôi, chúng tôi đi mà. Ba còn dám nhắc đến Tiểu Hoa, Tiểu Hoa chính là bị các người ép chết. Chết mày chưa? Không ngờ mày lại chết dưới súng của chính mình phải không? Các anh em, giết nó, con tàu này là của chúng ta. Không một không hai không ba. Mở chế độ tàn sát, không để sót một ai. Con tàu này sắp đi rồi sao? Làm sao đây? Ra đó không định đưa chúng ta đi cùng. Tôi không muốn chết. Anh chàng đó xuống rồi. Cứu với, cứu mạng với, xin hãy cứu chúng tôi. Nghĩa là tôi có thể lên tàu. Bảo tôi làm gì cũng được. Muốn lên thuyền của tôi? Cũng được. Điều kiện của tôi cũng không nhiều. Chỉ có một. Bất luận thế nào, tuân theo lời tôi nói vô điều kiện. Có thể làm được. Quỳ xuống. Xin chúc mừng thuyền trưởng thêm 516 thành viên phi hành đoàn. Mở khóa 510 một câu máy chiến đấu AI. Chúc mừng thuyền trưởng đã đạt được mục tiêu dân số. Có 10 thuyền viên. Nhận được phần thưởng mục tiêu, kỹ năng sống cơ bản. Chúc mừng thuyền trưởng đã đạt chỉ tiêu dân số. Có 100 thuyền viên. Nhận được phần thưởng mục tiêu cơ sở dữ liệu kiến thức toàn cầu. Mở khóa mục tiêu dân số. Có 1.000 thuyền viên. Đạt được mục tiêu phần thưởng bán tin toàn cầu. 511 thuyền viên. Hệ thống, còn 5 người nữa cô quên rồi à? 5 người trong số thủy thủ đoàn có lòng trung thành quá thấp. Không thể mở khóa robot AI chiến đấu. Thú vị. Muốn chơi tôi? Tài sinh trước tận thế 7 ngày, tôi liền tặng cho Hoa Khôi một cái bạc tai, cũng tống tiền và một lượng lớn vật tư của cô ta. Chỉ vì kiếp trước cô ta dùng tôi làm đồ chơi, cuối cùng chết dưới miệng sinh vật biển. Cuối cùng tôi đã triệu hồi được con tàu của Noa, cũng có được rất nhiều cô máy chiến đấu. Vu Chi Tử, tôi đến để trả thù cô. Lòng trung thành của những người lạ này là không, tôi không thể chấp nhận được. Nhưng còn năm số âm này là cái quái gì vậy? Đặc biệt là một trong số chúng, gần như âm 100 rồi. Có vẻ như năm người có vấn đề gì đó với tôi. Cô, có thù với tôi? Cô ta là em gái của người vừa bị anh giật điện trên mái nhà. Tôi đã giết ai của các cô? Anh đã giết bạn trai của chúng tôi. Thật hạnh phúc, tôi rất vui. Tình huống của cô là gì? Anh trai, tôi rất ngưỡng mộ anh. Anh giỏi như vậy, làm sao tôi có thể có vấn đề với anh? Tôi chỉ thấy tiếc cho anh trai tôi. Dê bóng chúng người, phạm quy, thẻ đỏ. Cô tên gì? Bạn Tử Thiền, tên tôi là Bạn Tử Thiền. Anh Tiêu, là tôi không hiểu chuyện. Sau này anh bảo tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó. Tôi sẽ không bao giờ do dự, xin anh đấy. Tôi nghĩ làm cho mọi người cảm thấy an toàn sẽ tăng lòng trung thành. Nhưng từ phản ứng của Bạn Tử Thiền, có vẻ như sự thống trị của nỗi sợ hãi cũng là một phương pháp cải thiện hiệu quả. Những người khác nhìn 4 người chết trên mặt đất, lòng trung thành cũng thay đổi. Lòng trung thành của hầu hết mọi người bị giảm sút, nhưng cũng có rất ít người có lòng trung thành tăng lên đáng kể. Hoàn thành nhiệm vụ trung thành, có 10 thuyền viên có lòng trung thành trên 50. Nhận phần thưởng nhiệm vụ bộ giáp bao phủ toàn thân. Cập nhật nhiệm vụ mới liên quan đến lòng trung thành, có 100 thuyền viên với lòng trung thành trên 50. Phần thưởng nhiệm vụ áo giáp lừa hạng nặng. Áo giáp, bến thân.
Với bộ giáp này, khả năng chiến đấu cá nhân của tôi một lần nữa được cải thiện đáng kể. Trong thế giới ngày tận thế tàn khốc, yếu đuối chính là tội lỗi. Anh Tiêu Y Vũ, trong thời gian này vẫn chưa nghỉ ngơi tốt. Các cô tự xuống tìm phòng, nghỉ ngơi tốt một chút đi. Nhà Phúc, cô đi sắp xếp chỗ ở cho 500 người kia. Tôi sẽ cho cô quyền của phó thuyền trưởng. Sau khi phân chia phòng, hãy để mọi người đến nhà hàng ăn tối. Cảm ơn chồng. Nhà Phúc, cô đã trở thành phó thuyền trưởng rồi. Tôi ngưỡng mộ cô. Nhà Phúc, nếu sau này chúng tôi làm thuyền trưởng buồn, cô phải nói những điều tốt đẹp cho chúng tôi. Cuộc sống hạnh phúc của rất nhiều chị em chúng tôi đều phụ thuộc vào cô đấy. Đi theo anh Tiểu tốt biết bao, không chỉ có chỗ ở, còn có đồ ăn, còn tìm được nơi thần tiên như vậy. Người khác ngưỡng mộ còn không kịp nữa. Chỉ là không biết trong khoang thuyền có bao nhiêu thức ăn. Chúng ta nhiều người như vậy, lỡ như vài ngày để chúng ta ăn hết của thuyền trưởng thì phải làm sao? Mọi người không khỏi im lặng, họ đã có đủ những ngày đói rồi. Nỗi đau từ cơn đói đó hiện tại vẫn đang hành hạ họ. Nếu không có thức ăn, họ lại phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Nhưng khi ngôi nhà Phúc lòng không yên đầy lo lắng mở ra khoang thuyền sau, một núi vật tư chất đống khiến mọi người choáng váng. Nhiều vật tư quá. Chúa ơi, đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều thứ như vậy. Anh Tiêu, đây có phải là dọn sạch nguồn cung cấp của một thành phố không? Anh Tiêu, hóa ra anh đã giao chìa khóa của một ngọn núi vàng vào tay tôi. Tại sao cô ăn đồ hộp còn tôi ăn mì gói? Xích chèn nhau, nhốt vào phòng tối một tuần cho tôi. Quản lý hơn 500 người này thật không phải là một việc dễ dàng. Ngô Nhã Phúc cũng không phải là nhân viên quản lý chuyên nghiệp. Xem ra vẫn phải tuyển dụng một số người tài năng trong lĩnh vực này mới được. Tất cả nghe đây, ban ngày đến phòng học để học tài liệu cho tôi. Tôi không muốn nuôi một đống rác trên thuyền. Bên hồ bơi ngoài trời, con cá phóng điện ban đầu bị máy chiến tranh AI của Tiêu ra bắt về đây. Năng lượng của bộ giáp được sạc đầy rồi. Mặc dù không biết con cá ngu ngốc này có tác dụng gì, nhưng nuôi nó làm cục sạc cũng tốt. Thuyền trưởng, có phải anh có thể phóng điện là vì bị con cá này tấn công không? Ừ, con cá này có virus cổ đại trong cơ thể. Khi bị tấn công, những virus cổ đại này sẽ xâm nhập vào cơ thể nạn nhân, cung cấp cho nạn nhân khả năng đặc biệt. Vậy nếu tôi cũng bị cá phóng điện tấn công, có phải tôi cũng có thể phóng điện không? Về lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng không phải 100% thành công. Virus cổ đại rất có hại cho cơ thể con người. Buộc phải thay đổi gen của cơ thể con người, tự nhiên sẽ đi kèm với nguy hiểm rất cao. Nếu không có thể chất nhất định, với đủ sức mạnh ý chí, hầu như không thể sống sót sau sự xâm lấn của virus cổ đại. Cần bao nhiêu sức mạnh ý chí? Phải xem cô muốn sống đến mức nào. Tốt nhất là có một cái gì đó ám ảnh khiến cô nhất định phải sống sót. Vậy thì thôi bỏ đi. Giờ ổn rồi, tôi không muốn mạo hiểm. Đợi đã, đó là cái gì vậy? Cháy nha, vẫn có người đang nhờ chúng ta giúp đỡ. Áo giáp, biến hình. Đi, chúng ta qua xem. Mọi người nhớ nhấn like và đăng ký để... Tái sinh trước tận thế mưa lớn 7 ngày, tôi liền tặng cho Hoa Khôi một cái bạt tai, cũng tống tiền và một lượng lớn vật tư của cô ta. Chỉ vì kiếp trước cô ta hành hạ tôi, cuối cùng chết thảm dưới miệng sinh vật biển sâu. Bây giờ tôi đã triệu hồi được giáp sắt, nhưng lại nhìn thấy một tòa nhà đang cháy trong biển nước. Hà Tổng, 5 ngày rồi, mỗi ngày chỉ có một túi mì gói. Tôi không chịu nổi nữa. Cho tôi một thanh sô-cô-la nữa đi. Không được, chúng ta hết thức ăn rồi. Phải tiết kiệm thì mới đợi được cứu viện. Cứu viện? Hơ, đã bao lâu rồi, cô còn trông cậy vào sự giải cứu. Nước sắp ngập đến đây rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Hà Vũ Điệp, lấy thức ăn ra đây. Lão tử không muốn làm một con quỷ đói. Dừng lại, Trương Thiên Minh, chỉ có tôi biết mật mã của kết sắt. Nếu muốn chết đói, thì cứ làm đi. Hà Tổng, đồ ăn đã hết rồi. Là Phó Tổng Vương. Lúc đầu nhóm công nhân còn đi làm trong cơn mưa lớn này bị mắc kẹt ở công ty. Tận thế được vài ngày, Vương Thừa An liền dẫn theo một nhóm người đi khắp nơi đánh đập, đập phá cướp bóc, chiếm các địa điểm quan trọng như nhà ăn của công ty. Những người còn lại thì trốn trên tầng cao nhất dưới sự dẫn dắt của Hà Vũ Điệp. Vương Thừa An, anh không cần phải phí sức nữa, tôi sẽ không mở cửa. Anh canh giữ địa bàn của anh, tôi canh giữ văn phòng của tôi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nữ nhân thối, mau mở cửa cho anh Vương mau. Chúng ta sẽ đập cửa đấy. Đúng, giao thức ăn ra đây. Người bên trong nghe đây, nếu ai mở cửa cho tôi cho người đó ba cái bánh quy nén. Mọi người đừng để bị lừa, Vương Thừa An không tốt bụng như vậy đâu. Nếu để anh ta vào, đừng nói cho ăn, ngay cả thức ăn của chúng ta cũng sẽ bị lấy đi. Hà Tổng, nếu không cô lấy thức ăn trong kết ra và lót bụng chút đi. Mọi người đói quá rồi. Chúng ta mỗi ngày ăn một chút còn có thể sống thêm 2 ngày nữa. Nếu bây giờ ăn hết thì chỉ có thể chờ chết. Lão Ngô, anh, tại sao? Chúng ta có rất nhiều người, trong kết chỉ có một ít thức ăn, mỗi người có thể được bao nhiêu? Vương Tổng nói sẽ tặng 3 cái bánh quy nén. Lão Ngô nói đúng, đáng tiếc, đó là một suy nghĩ tồi.
còn muốn ăn bánh quy nén. Ăn đi này. Các người, nói không giữ lời. Giữ lời có thể ăn được không? Thời thế đã thay đổi rồi, anh bạn. Hà Tổng, anh em tôi đều đã chịu cô nhiều năm rồi. Đứng lại, dám bước một bước nữa, chúng ta cùng chết. Giờ ai vậy? Lên. Cô điên rồi. Hà Vũ Điệp, cái đồ điên nhà cô, tôi sẽ giết cô. Mông tôi cháy rồi. Ra ngoài, mau cho tôi ra. Chuyện gì vậy? Cứu hộ, có phải cứu hộ đến rồi không? Chắc là nhân viên cứu hộ đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. À đu, người sắt. Đây không phải là Tony Stark sao? Nhưng tôi không biết ngoại ngữ. Một đám mù chữ. Xem tôi đây này. Sao ai đi phạm? Nói nhảm gì đấy? Đại ca, anh đến cứu chúng tôi sao? Thuyền cứu sinh đâu? Đây, đại ca, anh gọi đây là thuyền cứu sinh. Tôi chưa bao giờ thấy một con tàu lớn như vậy trong đời. Mọi người, tôi là thuyền trưởng. Nếu ai muốn lên thuyền, quỳ xuống. Anh không phải là nhân viên cứu hộ sao? Sao có thể bắt chúng ta quỳ xuống? Đây là đang sỉ nhục nhân cách của chúng ta. Thứ nhất, tôi không phải là nhân viên cứu hộ. Thứ hai, quỳ hay không phụ thuộc vào anh. Tôi không ép, muốn lên thuyền thì làm theo lời tôi. Không chỉ bây giờ, kể cả sau này, phải tuân theo mệnh lệnh của tôi 100%. Đại ca, anh nói làm gì thì làm. Vương Thừa An là người đầu tiên tuân lệnh. Anh có thể đảm bảo an toàn cho chúng tôi sau khi lên tàu không? Hình như cô nhầm một chuyện rồi. Tôi không đến đây để xin cô lên tàu. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Sao anh vẫn chưa quỳ? Nam tử hán đại trượng phu. Không quỳ. Không quỳ là không quỳ. Hảo, có khí chất. Tôi ngưỡng mộ anh. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi quỳ rồi. Thuyền trưởng, cảm ơn vì đã cứu mạng chúng tôi. Sau này có gì sai bảo cứ nói. Vương Mỗ và các anh em tôi nhảy vào biển lửa, quyết cũng không từ. Nhiều người như vậy mà không có một người nào trung thành bị âm. Vốn còn muốn thể hiện một chút để dọa người ta, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Thuyền trưởng còn trẻ và thực sự có triển vọng. Con trẻ mà đã có thể lãnh đạo một con tàu lớn như vậy. Anh là hình mẫu của tôi. Hà Vũ Điệp, Vương Thừa An, hai người các người viết một bản kế hoạch quản lý trên thuyền giao cho tôi. Vâng. Nhà Phúc, sắp xếp chỗ ở cho họ, để họ làm quen với môi trường. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Hôm nay là ngày thứ hai truy đuổi Vũ Chi Tử. Mục tiêu hành trình của Vũ Chi Tử ở kiếp trước là khu vực cao nguyên phía Tây. Với tốc độ hiện tại, muốn bắt kịp Vũ Chi Tử còn 8 ngày nữa. Nhưng 8 ngày sau muốn tìm người ở biển nước mênh mông còn khó hơn lên trời. Phải đưa hàng nghìn người nữa lên tàu trong vòng 8 ngày này. Nhận phần thưởng truyền thông toàn cầu để có thể liên hệ với tất cả các thiết bị liên lạc. Tiếp cận thông tin sẽ được cải thiện đáng kể. Ở trên thuyền này thật thoải mái. Đã lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy. Thức dậy cũng không cần lo lắng không có cơm ăn. Đây đúng là nơi thần tiên. Tôi đã quan sát rồi. Tinh khí của Tiêu Gia hơi hướng nội và chậm rãi. Không thích nịnh nọt. Là một người khiêm tốn. Anh ta có lòng tốt, nhưng thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Người như vậy, chỉ cần ta không đối đầu với anh ta thì rất dễ tiếp xúc. Nhưng nếu có hai lòng thì sẽ rất khó nói. Tại sao chúng ta lại phải phục tùng một thằng nhóc như vậy? Nó chỉ có một mình. Chúng ta hãy tìm một cơ hội để giết nó. Đến lúc đó, trên thuyền này, đồ ăn đồ uống còn có rất nhiều cô gái. Không phải đều là của chúng ta sao? Dũng cảm quá ha. Cậu không cần mạng nữa rồi. Các người đừng làm loạn. Chàng trai trẻ đó không đơn giản đâu. Cô mày chiến tranh 100.000 vôn. Các người cũng đã thấy người chết trước đây rồi. Là ai cho các người dũng khí tạo phản? Giờ giết sắp sao? Tên của ai sẽ hiện lên trong sổ sinh tử đây? Tôi nói thẳng, chúng ta có thể tấn công trước, giải quyết tên nhãi con đó đi. Ở đây quá hạnh phúc, tôi không chịu được. Nhưng bộ đồ người sắt của anh ta, bộ đồ người sắt của hắn cũng không phải lúc nào cũng mặc. Chỉ cần nhân lúc hắn không chú ý giải quyết hắn. Thuyền này không phải là chúng ta làm chủ rồi sao? Đến lúc đó chúng ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi gì thì chơi. Tài sinh trước 7 ngày tận thế mưa lớn, tôi liền tặng ngay cho Hoa Khôi một cái bạc tai, cũng tống tiền và một lượng lớn vật tư của cô ta. Chỉ vì kiếp trước cô ta tra tấn tôi dã man, cuối cùng chết thảm trong miệng sinh vật biển sâu. Giờ tôi đã cứu được hàng trăm người, nhưng có những người có ý đồ xấu. Giải quyết hắn, chiếc thuyền này không phải là chúng ta sẽ làm chủ sao? Đến lúc đó chúng ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi gì thì chơi. Trương Thiên Minh, đừng có ở đây nói nhảm.
Hà Tổng, cô nói gì vậy? Chúng tôi chỉ đùa thôi, xem cô nghiêm túc chưa kìa. Hà Tổng, cô cũng thật là... Chúng ta có phải là loại người trả ơn lòng tốt bằng sự trả thù đâu. Tiêu Dao vừa cứu chúng ta, làm sao chúng ta có thể hại anh ta? Nhưng phải nói thêm lần nữa, nơi này chúng ta người quen nói chuyện thì không sao, đừng nói với người ngoài. Nếu chuyển đến tai Tiêu Dao, nếu anh ta có ý định trả thù chúng ta, điều đó sẽ thật tồi tệ. Sao các người không nói chuyện nữa? Các người không coi trọng nó đấy chứ? Trương Thiên Minh, anh nói rất đúng. Tôi thực sự không có tư tưởng lớn lao. Ôi thuyền trưởng, nhìn cái miệng tôi này, luôn thích nói đùa. Trước đây không ít vì nói đùa mà đắc tội người ta. Nhiều năm như vậy, vẫn không thể sửa đổi được. Đáng lẽ phải đánh. Tôi đã nói rồi, lên thuyền của tôi thì phải nghe lời tôi. Bất cứ ai có ý đồ. Thời kỳ khó khăn, có lẽ các người nghĩ tôi quá độc đoán. Tuy nhiên, lòng tốt không thể quản lý được nhiều người không có quy tắc và hạn chế như vậy. Muốn ổn định thì phải dựa vào sự sợ hãi. Đối với những người tuân thủ các quy tắc, miễn là không có hài lòng, tự nhiên sẽ không cần lo lắng. Cậu ta rõ ràng là đang cảnh cáo chúng ta. Làm sao cậu ta biết được thằng nhóc này bắt đầu có hài lòng? Anh chàng này có bàn tay và đôi mắt đáng kinh ngạc. Thuyền trưởng đại nhân, đây là hai phương án quản lý. Tuyệt vời, quả nhiên là người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Anh dự định giao ai phụ trách? Khó chọn. Từ kinh nghiệm quản lý và khả năng cá nhân, tôi cảm thấy Vương Thừa Án thích hợp hơn. Đám người đi theo Vương Thừa Án rất trung thành, cũng không phản đối mệnh lệnh của Vương Thừa Án. Ngược lại, những người đối xử với Hà Điệp không có chút gắn kết nào, cũng không có chút tôn trọng nào đối với Hà Điệp. Vậy anh còn đang lo lắng vì cái gì nữa? Năng lực của Vương Thừa Án rất mạnh, nhưng vấn đề cũng là năng lực đó quá mạnh. Nếu để ông ta làm quản lý, tôi tin rằng con tàu nhất định sẽ được ông ta quản lý một cách có trật tự. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đến một lúc nào đó mà ông ta phản lại, làm thế nào tôi có thể tự xử lý? Đúng là khó thật. Một người có năng lực mạnh mẽ nhưng lại phải đề phòng, một người thì lại có năng lực yếu hơn, đúng là rất khó chọn. Hơn nữa độ trung thành của Hà Điệp cao hơn Vương Thừa Án rất nhiều. Hai người lên tàu cùng một lúc, được đối xử như nhau, lòng trung thành lại kèm quá nhiều. Một người thể hiện nhân cách tốt, một người thể hiện cái bản tính lạnh lùng, không có cảm giác an toàn. Dạ thưa, thuyền trưởng. Giờ anh, có rảnh không? Ngày hôm sau trên đài phát thanh thông báo, Hà Vũ Điệp đảm nhận vị trí đại đội trưởng, quyền hạn chỉ đứng sau thuyền trưởng và phó thuyền trưởng. Đều tại tôi, năng lực quá mạnh. Năng lực mạnh quá cũng sai, anh ta có vấn đề gì sao? Chú ý từ ngữ, trên đời này vốn không có công bằng. Những thứ không có trước ngày tận thế, hiện tại sẽ có. Bây giờ tôi sẽ đi tìm thuyền trưởng, xem còn có thể tranh giành quyền lợi không? Thuyền trưởng đại nhân, sự sắp xếp của anh đối với Hà đội trưởng, tôi không có ý kiến gì. Công việc của Hà đội trưởng, tôi và các anh em tôi cũng sẽ hết sức ủng hộ. Nếu ai đó không tuân theo sự sắp xếp của Hà đội trưởng, Vương Thừa An tôi là người đầu tiên không đồng ý. Sao? Ông muốn giúp Hà Vũ Điệp? Không phải là giúp, chỉ muốn làm hết sức mình, còn hơn là ngồi trên thuyền chờ chết. Đúng rồi thuyền trưởng, bây giờ chúng ta đang ở trên thành phố an tâm phải không? Một ngày nọ, khoảng một ngày trước, tôi tình cờ đi công tác ở đây. Một người bạn của tôi làm kinh doanh đồ hộp, vừa vặn có một lô hàng vào kho Na Điền. Nếu chúng ta có thể xuống nước tốt, có lẽ anh có thể nhận được một số lượng lớn các loại thịt đóng hộp. Đây có được coi là giấy chứng nhận nộp hồ sơ không? Được, ông chỉ địa điểm, tôi sẽ sắp xếp trục vớt. Nếu thuận lợi, tôi có thể cho ông một vị trí thứ hai. Cảm ơn thuyền trưởng. Từ 3 điểm giờ lên 4 điểm, thật sự rất khó để có được lòng trung thành của ông. Những người khác tăng và giảm đều là hai con số. Ông thì hay rồi, tăng có một điểm. Sau đó Vương Thừa An tự nguyện nhận một bộ thiết bị lặn chủ động xuống nước dẫn đường. Và Tiêu Dao đã gửi 80 cô máy chiến tranh AI trên tàu đến hỗ trợ. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Từ nhà máy đóng hộp đó, họ vận chuyển 30 tấn thịt hộp lên tàu. Vương Thừa An cũng trở thành cấp trên như mong muốn, hỗ trợ cách hoàn thiện hệ thống quản lý trên tàu. Nhưng điều họ không biết là, một ngày sau khi họ dọn sạch nhà máy đồ đóng hộp, một tàu du lịch khác cũng dừng lại phía trên xưởng đồ đóng hộp. Ông chủ, chúng ta bị hất tay trên rồi, nhà máy đồ đóng hộp đều trống rỗng cả. Mày đang lừa tụi tao sao? Triệu Lão Tứ, không phải mày nói nhà máy của mày toàn là đồ hộp sao? Tôi nói thật mà, hôm đó tôi tận mắt nhìn vào kho. Đừng cãi nhau nữa. Anh vệ, giờ phải làm sao? Không ổn, có cá mập. Sau 8 ngày, theo hành trình của kiếp trước, đoàn người của Vu Chi Tử sẽ ở đây trong 2 ngày này. Nhưng tôi đã ở đây vài ngày rồi, sao một cái bóng thuyền cũng không nhìn thấy? Lẽ nào là do một loạt hành động sau khi tôi tái sinh đã thay đổi tương lai? Kết quả là Vu Chi Tử sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Vẫn phải nhanh chóng nhận được phần thưởng dân số 1.000 người mới được. Nhưng mực nước quá cao, số người sống sót có thể gặp được rất ít. 8 ngày liên tục mới cứu được hơn 100 người, còn thiếu hơn 200 người để có được thông tin liên lạc toàn cầu. Tàu không xác định ở bên phải. Biển nước bây giờ giống như một khu rừng tối, mọi người đều trốn tránh nhau. Họ sợ bị phát hiện bởi những con tàu mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng háo hức tìm kiếm những con tàu yếu. Liệu có tốt cho bản thân? Những người này là thù hay bạn? Trùng sinh 7 ngày trước ngày tận thế, tôi liền tặng Hoa Khôi một cái bạc tai và tống tiền một lượng lớn hàng hóa.
chỉ vì kiếp trước cô ta tra tấn tôi, cuối cùng chết thảm trong miệng sinh vật biển sâu. Bây giờ trên mặt biển như khu rừng đen tối này, tôi đã gặp một con tàu với thái độ không rõ. Trong mưa lớn, một chiếc du thuyền chậm rãi chạy tới. Con tàu không lớn, nó chỉ dài hơn 100 mét. Nó giống như một chiếc thuyền con so với con tàu của Noah. Nhìn con tàu này mới thấy an toàn. Nhìn tàu của mình, đứng cũng không vững, cả ngày lắc lư lão tử mật đắng đều phun ra. Ai nói không phải chứ, ở lại đây, tôi đã rất lo lắng. Chỉ sợ có một con sóng làm tôi ngã nhào. Tức gì tôi được lên chiếc thuyền đó. Không biết trên tàu có nhiều người không? Có chấp nhận chúng ta không? Anh nói gì đi, anh bạn. À, thân tàu đối phương to cỡ này, không đủ năng lượng. Chạy không thoát đâu, chúng ta hãy tránh xa nhau ra. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Để xem tình hình thế nào. Nếu không được thì chạy đi. Hãy nhìn chiếc bích mắc dài 3 km này. Lý trí bảo họ không thể dễ dàng chiêu chọc. Tuy nhiên, lòng tham của con người lại khiến họ ôm lấy tâm lý may mắn. Nếu có thể lên tàu an toàn thì sao? Nếu nó là của riêng thì sao? Triệu lão tứ, lấy loa kêu gọi. Bạn bè trên tàu có nghe thấy không? Bạn bè trên tàu có nghe thấy không? Thuyền trưởng, tôi biết những người trên tàu. Tôi có thể xác nhận không? Triệu lão tứ là ông sao? Vương Thừa An. Chết tiệt, anh Vương. Có thật là anh không? Sếp à, đó là người bạn tốt mà tôi uống cùng mỗi ngày. Ừ, tìm cách lên tàu và xem tình hình thế nào. Anh Vương, anh là thuyền trưởng. Tôi có thể lên đây uống với anh hai ly không? Chúng ta đã không uống cả tháng rồi. Còn hơn 200 người nữa mới đạt được mục tiêu dân số, đạt được phần thưởng truyền thông toàn cầu. Nếu kết hợp được thì tự nhiên. Lão tứ, lên đây đi. Tôi sẽ lên đó với anh sau. Anh nói tôi là phó thuyền trưởng. Oika, đó là thuyền của bạn tôi. Chúng ta còn cướp nữa không? Lên đó xem sao. Thấy Uy Ca như thế, Triệu Lao Tử cũng chỉ có thể thở dài. Anh ta không thể thay đổi quyết định của Uy Ca. Cái vẻ đó, đau thương bất nhập mà lực vô cùng lớn. Nếu thật sự đưa Uy Ca lên thuyền, đối mặt với một nhóm người bình thường, thì đúng là khốn khổ. Thưa An, tôi không thể đổ lỗi cho em trai mình được. Tai họa ập đến, mỗi người một ngả. Lạ thật, đây là nơi thần tiên nào? Ngay cả đại bác cũng có. Hai người không khỏi vui mừng, lựa chọn phương thức tiếp xúc bảo thủ. Nếu ngay từ đầu đã tỏ thái độ rõ ràng cướp thuyền, chỉ có cái bánh xe nhỏ xíu của chúng không được bắn hai phát. Ha ha ha, anh Vương, được chứ? Chúng ta đang ở trong một chiếc thuyền lớn. Triệu Lão Tứ hai mắt tỏa sáng, tất cả đều hướng về con tàu này. Vương Thừa An cũng có tí phong bạt, không bằng cười kiêu ngạo. Còn phải nhờ thuyền trưởng cứu tôi chứ. Anh không phải là thuyền trưởng. Tất nhiên là không, thuyền trưởng đây rồi. Triệu Lão Tứ cùng Uy Ca đồng thời nhìn về phía Tiêu Dao cách đó không xa, có chút kinh ngạc với Tiêu Dao tuổi trẻ. Thuyền trưởng, xin lỗi. Xin lỗi. Xin thứ lỗi. Không sao đâu, chỉ là đồng hương thôi. Tôi là Triệu Hạo. Mọi người đều gọi tôi là Triệu Lão Tứ. Đây là Chu Y, đội phó của chúng tôi. Tiêu Dao cẩn thận quan sát Chu Y vài giây. Xem hình ảnh tàu điện tử trở về, Chu Y rõ ràng có địa vị cao nhất. Triệu Lão Tứ nói hắn là phó thuyền trưởng, sợ là không thành thật. Cố gắng thuyết phục hai người lên thuyền. Quyết định dùng đạn bọc đường. Hai người ăn tối chưa? Hai người nghe vậy, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Dao vừa nhìn, lập tức gọi Hà Vũ Điệp đi chuẩn bị bữa tối cho bốn người. Lấy thịt bò và thịt lợn ngon, lấy thêm vài lon cá ngừ nữa, với rau của tươi nhất. Hai chai rượu vang đỏ. Mà Triệu Lão từ bên cạnh thì đang nói chuyện với Vương Thừa An. Anh Vương, anh không biết đâu, tôi đã không có một bữa ăn đầy đủ trong nửa tháng. Rồi, chẳng phải trước đây nhà máy của tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ hộp sao? Chúng tôi đã đến đó vài ngày trước. Tôi đều biết tên chó nào làm. Đến lượt tôi trộm hết đồ hộp rồi. Nếu tôi biết ai đã làm chuyện này, tôi phải giết hắn. Chờ đã, không cần dùng lon nữa. Này, trong khi họ đang chuẩn bị bữa tối, tôi sẽ đưa hai người đi dạo trên thuyền. Phải, đi dạo trên tàu. Chuyện không vui thì đừng suy nghĩ nhiều, tổn thương thân thể. Mọi thứ trên bong tàu làm cho hai người xung quanh nhìn đến hoa cả mắt. Các loại thiết bị trang bị càng làm cho lòng người hướng về phía trước. Trong mắt khát vọng cũng càng phát ra kinh ngạc. Khi đi qua hồ bơi ngoài trời, xung quanh lại càng bị chấn động. Đây là loại cá gì? Có thể phóng điện. Đó là một con cá ngu ngốc. Ngoài việc xả, chả có ích gì. Một ngày ăn nhiều hơn heo. Tôi không biết phải làm gì. Đây là một con cá cảnh. Nói xong phóng điện, điện cá còn mạnh hơn. Khuấy miệng xung quanh đều bắt đầu co giật. Điệu má, một con cá hung dữ. Anh đặt nó như một con cá cảnh. Nó còn ngon hơn cả tôi. Con cá đó đã cho tôi khả năng đó. Nhìn bữa tối ngon lành trên bàn, Triệu Lao Tứ nhìn trực tiếp khóc. Á, xin lỗi. Cả ngày, không phải mì ăn liền hay cơm trắng. Ăn bao cải bắp cũng đau lòng, chưa kể đến thịt. Thuyền trưởng Tiêu vô cùng biết ơn. Không có gì, đây là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng có trong đời. Thuyền trưởng Tiêu rất giỏi,
Có rất nhiều phòng trên tàu, sợ rằng có hàng vạn người ở, có thể cho nhiều người ăn no. Đúng là mẫu mực của tôi. Đã nói đến đây rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trên tàu có nhiều phòng, nhưng hầu hết đều trống rỗng. Trên thực tế có hơn 700 người, hầu hết đều là nữ. Tôi đang thiếu người trên tàu. Nhiều thiết bị không đảm bảo hoạt động. Chỉ hơn 700 người, hầu hết là nữ. Con người xung quanh sáng lên, tôi đã thấy rất nhiều phòng trên tàu lúc trước. Anh ta tưởng có người ở đó. Cùng với việc bố trí hỏa lực trên tàu, anh ta không có ý định cướp tàu. Hiện trên tàu có hơn 700 người, phần lớn trong số đó là nữ. Đây không phải là ép tôi làm chuyện xấu sao? Sau khi hai bên nói xong những lời này, cuộc đối thoại dường như đột nhiên kết thúc. Tất cả đều ăn ý trầm mặc. Tiêu Gia đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Đánh lừa tất cả mọi người trên tàu. Chu Y thì nghĩ làm sao để thuận lợi kết thúc thuyền. Nếu không, anh nói trước đi. Phó thuyền trưởng Chu, tôi thiếu người trên tàu này. Không biết các anh có ý định giúp tôi trên tàu không? Chu Y đã hoàn toàn mất mặt. Cái này gọi là gì? Tôi không biết làm thế nào để lên tàu. Anh đã đưa nó tới cửa. Không phải anh đang ép tôi ăn cướp sao? Xung quanh trái tim đã đảo lộn, trên mặt lại cố làm khó. Thuyền trưởng, anh biết mà, tôi chỉ là phó thuyền trưởng, không thể làm chủ. Hơn nữa, có rất nhiều người trên tàu đều có ý nguyện của mình. Tôi phải quay lại và hỏi ý kiến mọi người, thương lượng một chút mới trả lời được. Đó là tự nhiên. Không biết các anh có bao nhiêu người trên tàu. Triệu lão từ chúng ta đang cướp lời, nhưng lại bị xung quanh quấy rầy. Trên tàu có 108 người, đàn ông 70, phụ nữ 31. Chỉ vậy thôi. Tiêu Dao có chút thất vọng, mua ít cũng là thịt. Có thể thêm 100 người. 100 người. Mà Triệu lão từ quay đầu nhìn Chu Y, có chút nghi hoặc. Trên tàu có 128 người, đàn ông có 90, sao lại giấu 20 người? Đưa hai người đi, trở lại bong. Triệu lão tớ nhìn Vương Thừa An, muốn nói lại thôi, anh ta biết rõ Chu Y, biết Chu Y đã nổi lên sát tâm, cho nên muốn nhắc nhở Vương Thừa An. Có thể nghĩ đến thủ đoạn tàn bạo của Chu Y, Triệu lão tớ lại sợ hãi, cuối cùng chỉ thở dài, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nhiều người đứng trên bong tàu, lâu không rời. Sếp, tôi cảm thấy tên này không có ý tốt. Tiêu Dao không nói gì, vẫn nhìn theo hai người, quay lại nói. Hai người ở tháp canh, thông báo tình huống đầu tiên. Vâng. Tiêu Dao một đường nhanh chóng trở lại phòng điều khiển. Trên màn hình khổng lồ đang chiếu hình ảnh trên du thuyền. Tình hình trên tàu Triệu lão từ thế nào? Nhiều người không nhiều, dự trữ vật tư bao nhiêu, hỏa lực không mạnh, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp? Chết tiệt, lão tử, anh và thuyền trưởng vẫn còn rượu. Thật hay giả, tôi ngửi mùi rượu vang và thịt cừu nữa. Có mùi thịt cừu. Ừ, tất cả câm miệng lại. Nhìn các cậu kìa, chỉ là một bữa ăn thôi. Chỉ cần hạ được con tàu đó, sau này muốn ăn gì cũng được. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, nhưng cũng có một số lo lắng. Thuyền trưởng cao như thuyền trưởng, không dễ cướp lắm. Hi hi, tình hình trên tàu tôi đã tìm ra rồi. Hỏa lực trên tàu còn mạnh hơn, nhưng không có nhiều người. Hơn 700 người, 500 phụ nữ không có khả năng chiến đấu. Quan trọng nhất là thuyền trưởng của con tàu đó là một tên ngốc. Mời tất cả chúng ta lên tàu. Nghĩa là tên ngốc đó sẽ đích thân đưa chúng ta lên tàu. Sau đó chúng ta có thể chính đại quang minh khai đoạt. Đây không phải là cưỡng ép cho cơm vào miệng chúng ta sao? Cướp biển. Bước khó nhất là lên tàu. Đặc biệt là những chiếc to lớn như Noesia. Muốn lên tàu từ dưới nước, leo cũng có thể chết. Nhưng bây giờ lại có người muốn mời bọn họ trực tiếp lên thuyền. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Không ra tay cũng không lịch sự. Thuyền trưởng, ra lệnh đi. Chúng tôi sẽ nghe lời anh. Chuột, cậu đang ở đây. 20 người tinh nhuệ mặc đồ lặn xuống nước. Khi chúng ta lên tàu, các người phải trèo qua bên kia bằng dây thừng. Những người khác giả vờ chạy trốn, lên tàu trước mặt, đợi bọn chuột vào vị trí. Chúng ta sẽ tấn công trước và sau, đánh chúng bất ngờ. Các anh em, trận này chỉ cần chúng ta thắng. Không chỉ con tàu là của chúng tôi, pháo binh trên tàu và tất cả các món ăn của chúng tôi, hơn 500 phụ nữ của chúng tôi, đó cũng sẽ là của chúng ta. Kích thích bộ não của mọi người càng tốt. Vài lời ngắn ngủi, điều này đã đẩy mong muốn của mọi người lên đến giới hạn. Mọi người đều nhìn vào ác. Tất cả đều giống như nhìn một con cừu sắp chết, tràn ngập hưng phấn cùng nhiệt. Không biết mắt điện tử dưới nước đã sớm đem bọn họ đối thoại. Một chữ không rơi truyền vào trong tai Tiêu Dao, tự nhiên cũng bao gồm cả tiếng kẻ ngốc kia. Ngươi có con đường chết.